là bảy. Một cái định nhé. Rửa thanh được bao nhiêu? Sao anh lại chung nhiều hơn à? À, giúp bớt đi. Ừ, anh thấy yếu. Để nhiều hơn đi. Lấy cái côn rồi đi. Đánh hết cái bốc đi mẹ. Chả hết được đâu. Đâu, nó vẫn còn lá cái này, thấy không? Em ngoan thôi. Thì bây giờ em phải đánh cái khoai tây này. Nửa nửa suất này. Nửa nửa suất này. Thế bao giờ có ấy? Cái gì ạ? À, quyết định. Đây nữa này. Chưa rửa này mà. Ui trời ơi. Mạnh mẽ lên là cho nửa chai cồn vào cho anh. Nhiều đâu mà. Còn a còn nẹt nữa nhỉ. Cõi này nó trắng luôn đi nhanh. Đợi lên em này. Dưới vẫn còn lớp ấy đúng không? Em đã cắt lớp rồi mà. Cắt lớp rồi mà. Cắt lớp rồi mà. Đợi lên. Rồi, cho vào nồi đấy. Rửa cho vào đây. Thấy chưa? Vâng ạ. Không. Úi giời ơi. Lớp này này. Mấy mili này cơ. Thao hồ làm. Làm gì làm. Nhiều này không ạ.
quá nhiều ấy. Phần này là tinh dầu phải không? Ừ, phần đầu đấy là tinh dầu, đây nó nổi trên đây này. Nhiều nhỉ? Đi à? Nhiều. Em chào anh. Hai. Nhiều. Cô Vân quả này giàu rồi. Đồng chí nào mua tinh dầu liên hệ với cô Vân. Ừ,